hôm nay với Trúc Phương nha. Hello my dear friends, welcome to my Trúc Phương YouTube channel. Cả nhà ơi, hôm nay Phương mới đi ra chợ mua được 6 cái lợn nè cả nhà. Mình vừa mới mua về tới luôn. Tại mình thấy trời mấy bữa nay mưa quá trời luôn á, giờ đang chuyển đó nè. Tối nay chắc có một cơn mưa á, nên mình tranh thủ mình chạy đi mua về đặng mình đặt nha cả nhà. Đây mình mua được 6 cái luôn. Lợn này thì ở ngoài chỗ mình mua nè là bán 30.000 một cái cả nhà. Có chỗ thì bán 28.000 nữa. Nhưng mà cái 28.000 á mình thấy nó không có ngon. Thế là cái hôm này nè. Hôm này đương cùng với cái lưới ở phía ngoài này luôn. Thì mình nghĩ là cái đó cá nó không có chạy bằng cái mà cái hôm bằng lưới khác như thế này. Lưới này á, là loại lưới co giãn. Hồi đợt trước á, mình có đặt mình vô được một cặp cá chép trong một cái lợp luôn. Thì có nhiều bạn nói mình á, sao mà cá chép mà bự vậy mà chui vô trong cái lợp của mình vừa. Thì đây nè, mình cho cả nhà coi nè. Đây, cái lợp của mình á, thì nó có độ co giãn như thế này. Cả nhà thấy nó nhỏ như thế này nhưng mà thực tế thì nó đâu phải là nó nhỏ như vậy đâu. Đây mình cho cả nhà xem nè. Nè. Đó. Con cá nó vô là cỡ này luôn nè cả nhà. Cái miệng nó bung ra cỡ này vậy nè. Đó. Bự cỡ này vậy nè. Cả hai đầu luôn, tại vì đây là loại lưới co giãn. Như vậy á, thì cá mình nó mới không có bị nhát. Nếu như mà lưới cứng nó chỉ có như thế này thôi thì con cá nó bơi á. Nó đụng cho nó chạm cái là nó quậy ngược đầu trở lại, nó đâu có vô đâu. Nên có một số bạn nói mình là sao mà cái hôm này nhỏ mà con cá nó vô được thì nó như vậy đó. Đây mình giờ mình cắt ra, nãy mình đi xe mẹ mình cầm á, nên là cuộc lại về cho dễ cầm. Mình sọt cây vô nha nha. Tại vì mình mới mua về chị Nina. Mới mua về mình phải lọn cây vô trong cái miệng chỗ mà mình đổ cá. Đây, mình có chuẩn bị mấy cái cây nè. Cái dây nữa tí xíu nữa mình máng vô đặng mình đi luôn. Chịu lắm chịu luôn ạ. Tranh thủ đi cho kịp. Cái hôm cùng một loại lưới luôn. Giờ là quê mình bắt đầu vô mùa mưa rồi. Bắt đầu là từ đây sắp tới là vô là tới mùa nước lũ lên luôn á. Hôm nay giọng nước lũ không lên nổi nữa. Nếu như mà có lên nhiều á thì có ngập á, là ngập ở trong cái nền nhà của mình nè. Vòng vòng đây, vòng vòng xung quanh á thì mình đã vô đất hết rồi. Nhưng mà cũng không có nhiều nữa tại vì có xung quanh nó trắng lại á cả nhà. Chỉ có một ít là nước mưa nó đọng ở trên cái nền nè và nó tràn vô nhà mình thôi à. Nhưng mà dù gì cũng đỡ hơn mỗi năm. Đó. Bung cái này ra, này bị bung rồi, mình sửa lại. Này là nó mình lấy gì chị á, cái mình làm lại hết, để mình đặt kỹ kỹ, mình xài nó lâu dài cả nhà. Thank you.
Tối nay có một cơn mưa lớn là chạy luôn. Không đó nhà ơi, 6 cái bây giờ thì mình sẽ lòi dây vô nha. Tối tới nơi luôn. Ôi đài phát thanh lên rồi không ơi. Lần nào đi cũng kêu cái nhà chúc may mắn cho mình hết. Trời, chỉ mưa quá trời, lên mưa rồi. Đi cả nhà ơi, đi theo mình nha. Mình đi ra ruộng nè. Giờ mình xuống cái ruộng mình đặt nha cả nhà. Đặt xong cái ruộng đó nha. Gọi dần dần lên là được rồi. Đường này ngoài là đó nó chạy vô đó. Thấy không? Ừ, ngoài đây nó trống à.
Cái đường hẻm nhỏ nhỏ đó, con đặt cái đường hẻm nhỏ nhỏ đó. Ừ, con bẻ mấy cái cọng bông u du đó, con bẻ sắp xuống à, khỏi con nhổ vừa luôn. Ừ, đặt con lựa mấy cái đường hẻm nhỏ nhỏ vậy đó. Lòi của mình rồi, giờ mình xin phép cả nhà mình dừng video ở đây nha. Cả nhà xem đến đây cho mình xin một lượt like và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ những video kế tiếp của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau. Thank you for watching, see you tomorrow.